Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì trong bang mình có một người ra được cuốn bí kíp Nga Mi Trưởng này mà. Thì nói chung thì hiện tại bây giờ thì Khải cũng đang cố gắng dự định lên một skin 120 cho bang. Thì anh em cũng biết rồi, nếu lên được skin 120 thì tất cả hiệu ứng như là Mộng Đẹp mát, rồi Lưu Thủy mát, rồi Phật Tâm Hưởng mát, rồi Thanh Âm mát, rồi với lại Phố Đồ Chúng Sinh mát, thì Khải có thể tăng vào 120 mát luôn. Thì lúc đó Khải chỉ cần đợi dưới chân skin 120 thôi, thì nó sẽ hoàn toàn là đạt hết tất cả hiệu ứng anh em. Nó không bị delay nha mọi người, như là Mộng Điệp mát tất cả đều là chỉ cần đặt dưới chân 120 thôi thì tất cả hiệu ứng của búp đều có. Nên là ở video này thì ở tháng trước thì anh Tùng có mua cuốn bí kíp này với giá 2,2 triệu. Thì với tầm này thì khoảng hơn tháng rưỡi thì hiện tại giờ cuốn bí kíp còn khoảng 1 triệu nè, khoảng 16 kim, 15 kim. Thì ok, bây giờ Khải làm video này thì sợ thì cũng cố gắng mua cuốn bí kíp cho bang, cũng như là cố gắng hỗ trợ cho bang về cái vấn đề hướng 12x nha nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ cố gắng đầu tư con này lên cuốn bí kíp 120. Thì muốn ép 120 thì anh em cũng biết rồi, phải đủ bộ bí kíp Nga Mi, đó là gồm Nga Mi Phổ Độ, Nga Mi Trưởng, Nga Mi Kiếm, rồi kèm với 15 một tịch tại vì kinh các kiểu đỡ ép 120 nha nè. Đó. Thì bây giờ thì Khải cũng chuẩn bị ok. Thì đây, Nga Mi Phật Quang Trưởng. Đó, hiện tại server này cuốn Nga Mi Trưởng không anh em à, phong xương có ảnh đó. Đó, mà đến giá 1 triệu nè. Nhiều anh em không tin đó. 4, 6, 8, 10, 12, 4, 15. Nhiều anh em không tin đó, thực sự là nó rất có giá anh em, chứ không phải rẻ đâu anh em. Nên là server này thực sự là bí kíp nó rất là hiếm. Đó, rồi, ok. Rồi, ok. Ok. Có. Rồi, có gì lên được 120 thì Khải sẽ cố gắng ra làm video anh em xem nha. Nói chung thì cố gắng sao lên 120 thì bang mình sẽ khỏe anh em à. Với lại con này thì Khải sẽ theo bang cho đến suốt hành trình mình S8 này. Đó, con này sẽ đầu tư và vẫn theo bang. Anh em cũng biết là con này là nó gần mắt cho lắm một tịch rồi nè. Đó, gần mắt cho lắm một tịch rồi. Cho anh em xem sơ qua đồ con Nga Mi của Khải đây. Đó, kháng này nữa thôi. 75 số 2, 75 cộng 5, 75 số 2 thấy chưa. Cái này là hiện tại bây giờ là hết mặt nạ 5 này, hết trang sức 5 ấy, là thêm kháng tất cả 10 nữa thì chắc chắn em rằng là phòng thủ mát này, kháng hoàng, kháng hàng 72 này, kháng lôi 75 cộng 6 này, kháng hỏa có thể 75 cộng 1 rồi, kháng độc có thể lên 72 đó nè. Vì cái mặt nạ với trang sức Khải vừa hết rồi, cho anh em xem sơ qua sẽ đâu đó, cố gắng đầu tư cho bang nha nè. Đó, nói chung là mình cầm Nga Mi phụ bang búp từ đầu server đến cuối server luôn nè mà, nên anh em cũng biết rồi. Rồi tối rảnh rỗi thì cầm đường môn thì tống kim thôi nè. Đó, thì nó đơn giản vậy thôi. Cái nhiệm vụ của bang chủ thì ở server này tay mà có được một con Nga Mi búp phụ bang là thực sự đó là một cái điều rất là đáng mừng dành cho tất cả bang hội, cũng như là tất cả bang khác. Thì họ có là như thiếu lâm, những con phụ trợ tốt, cũng như là những con có thể trâu và có thể cầm sói nữa. Đó, rồi ok anh em, và cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và đừng quên đỡ lại cho Khải một like share ủng hộ chơi nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ, và đừng quên đỡ lại cho Khải một like share ủng hộ chơi và nhấn nút đăng ký kênh mạnh ủng hộ nha anh em ơi. Và Khải hay livestream vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày nha mọi người. Ok, bye bye mọi người.